Trong tập trước, Sarah bất ngờ xuất hiện với những skill mạnh mẽ để giúp cho Insans đánh bật lại Mixan. Nhưng cũng chính sự xuất hiện của Sarah là một bí ẩn lớn. Điều này cũng đã khiến cho tên ma vương giận dữ vì kế hoạch bị phá hỏng. Liệu tên ma vương sẽ làm gì tiếp theo đây để lừa bỏ trào cản mới xuất hiện là cô gái Sarah mạnh mẽ đây? Sau khi Insans và Sarah hợp lực với nhau để chiến đấu chống lại Mixans, khiến cho Mixans bị thất thế, Mixans liền bỏ chạy đến một nơi khác. Sarah và Insans lúc này cũng đuổi theo đến tận cùng. Cả ba cùng biến đến công viên và tiếp tục cuộc giao chiến. Insans sử dụng cây bút thần của mình biến ra những vũ khí và sức mạnh để tấn công Mixans. Sarah cũng nhân cơ hội đó sử dụng khả năng nhanh nhẹn của mình liên tiếp tấn công vào những nơi sơ hở, trọng yếu của tên Mixans. Mixans lúc này đã thực sự tức giận, hắn hét lên một tiếng rồi biến thành một hình dạng mới hung bạo và tàn ác hơn, cũng như có sức mạnh ghê gớm hơn rất nhiều, đó chính là Aerosans. Aerosans là kẻ nham hiểm với sức mạnh của mình, hắn điều khiển những tơ nhện để tấn công và thao túng hành động của đối thủ. Aerosans lấy sức mạnh của mình thao túng, điều khiển vũ khí của Insans và Chara. Không những thế, Aerosans còn điều khiển Insans và Chara là trò cười cho nó, đúng là một sức mạnh ghê gớm. Insans cảm thấy mọi chuyện không ổn, liền sử dụng sức mạnh để biến thành một nhân vật có sức mạnh mới. Một tia sáng xuất hiện, Insans dần dần biến thành 404, một phiên bản Sans mới xuất hiện, Sans 404. Kẻ sưu tầm xương đối thủ, chúa tể của những chiếc xương, ông hoàng tro cốt, kẻ sưu tầm xương vĩ đại. Để xem tơ nhện của ngươi lợi hại hay cục xương chó của ta lợi hại hơn. Đương nhiên là tơ nhện của ta có sức mạnh hơn rồi, cục xương của ngươi chỉ mang về cho chó gặm thôi. Cả hai bên lao vào đánh nhau kịch liệt. Chara và 404 hợp lực phóng sức mạnh để đánh lại Aerosans, khiến cho Aerosans phải khó khăn lắm mới có thể đỡ được đòn tấn công đó. Aerosans sử dụng tơ nhện để điều khiển những con quái vật nhện nhỏ tấn công Chara và 404. À, ta sợ nhện lắm. Ây da, ây da, nặng quá, cô mau xuống đây, cái lưng của ta đau quá. Lúc này thì Aerosans đã nghĩ ra một kế sách, hắn đánh sợi tơ nhện vào Chara và điều khiển Chara đánh trả lại 404. Chara bị Aerosans điều khiển và đánh 404, thế nhưng tâm trí của Chara vẫn không bị điều khiển. Chara lập tức lên tiếng cảnh báo cho 404 nhanh chóng bỏ chạy. Thế nhưng 404 kiên quyết không rời bỏ người đồng đội của mình và ở lại chiến đấu đến cùng. 404, mau chạy đi! Aerosans đã sử dụng tơ nhện để điều khiển ta. Không, ta không thể bỏ lại đồng đội của mình được. Nếu không đi thì chúng ta sẽ phải chết dưới tay Aerosans đó. Lúc này là lúc nào mà hai ngươi còn nói chuyện phiếm? Ta sẽ cho hai ngươi tội nguyện. Aerosans chuẩn bị ra tay giết Chara thì bất chợt xảy ra, khiến cho Aerosans bị cưng lại và gục xuống. Chara và 404 thấy thế, nhấn cơ hội tẩu thoát. Ma Vương đang theo dõi trận chiến qua quả cầu ma pháp, thấy Aerosans gục xuống liền tức giận. Đường mạng lại có vấn đề, chắc là do lũ cá mập chết tiệt lại cắn cáp. Thật tức chết đi được. Kế hoạch lại lần nữa thất bại, tên Ma Vương lại thầm toàn tính một kế hoạch mới xấu xa hơn và tàn ác hơn. Liệu rằng với hình dạng Sans mới, Pháp Sư Mộc và Chara có thoát khỏi Ma Vương? Chúng ta cùng chờ xem các tập tiếp theo các bạn nhé.